Kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay thì thời tiết ở cả hai nửa phía Nam và phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ đều tốt. Trời ít mưa có nắng nhiều với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió khoảng cấp 4, cấp 5 với độ cao sóng là từ 1 cho đến 2,50 m. Với khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay cũng chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió khoảng cấp 4, cấp 5, sóng biển cao không quá 2,50 m. Thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt ở trên biển. Trong khi đó, vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau Kiên Giang, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa, ngày hôm nay lại cảnh báo có mưa dông, dễ đi kèm theo gió giật và sấm sét. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn dưới 10 km. Khi tầm nhìn bị hạn chế thì tàu thuyền sẽ rất dễ bị đâm va. Vì thế, bà con lưu ý điều khiển tàu với tốc độ an toàn, cân nhắc hoạt động cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế, sử dụng radar để phát hiện các tàu khác. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.